Trở lại với Đức Hiền Audio thì xin giới thiệu các bác một dòng loa toa nữa để review chi tiết hơn. Đây, em xin giới thiệu với các bác một con loa toa này, cũng là loa toa của bên em là hoàn toàn của Hyundai nhá. Hàng loa toa của Hyundai. Con này thì cũng là một chiếc rất thần thánh đây. Loa thì không nặng lắm nhưng mà con này được cái âm thanh của nó độ nhạy rất cao nhá. Các bác chỉ cần đẩy cái nguồn nhẹ vào thôi, con này độ nhạy cực cao luôn. Đấy. Con này thì cũng đáp ứng rất tốt về giải lời, giải tiếng, cũng như hỗ trợ cho dàn karaoke, đặc biệt là nó mà dùng để thông báo thì thôi chết người luôn nhá. Nó hỗ trợ được. Hỗ trợ karaoke được, các bác vẫn chơi bình thường nhá, nhưng con này nó rất là nhẹ nhàng. Các bác nào mà thay vì các bác chơi những cái dòng Indo ấy, toa Indo, các bác chơi con này thì cũng rất ok. Nói về độ nhạy của nó thì nó ăn đứt luôn Indo luôn nhá. Đấy. Độ nhạy của nó các bác mà là con này thì bác dùng thợ kèn được, dùng thợ kèn, dùng cái loa phóng thanh các thứ, con này nó đáp ứng tốt. Đấy thì em thử cho các bác nghe luôn về cái chất âm của nó. Đây vẫn loa Hyundai nhé, cái dòng của Hyundai là loa về âm thanh nhé các bác nhé. Thế em nói về con này sử dụng đa mục đích thôi, chứ còn nếu mà để các bác hỗ trợ lời karaoke thì vẫn ok, không có vấn đề gì hết. Em sẽ test lời cho các bác nghe luôn, để các bác thấy được âm thanh nó như nào luôn cho nó dễ. Rồi em nối luôn nhá. Đấy. Em ngói lúc thấy mệt. Rồi, ok. Như vậy là em đã có một bài đánh giá chi tiết luôn cho các bác luôn nhá. Con loa này thì để cho các bác có cái nhu cầu mà sử dụng cho nó thực tế. Đấy, đây là một dòng loa. Con này được cái nó nhẹ nhá. Nó nhẹ, nếu mà làm bằng kim loại là rất nặng, nhưng mà con này được cái nhẹ này. Đấy, nó rất là nhẹ. Các bác mà chơi âm thanh, các bác sắm đôi con này thì cũng được. Và các bác mà dùng đó, con này dùng đa tính năng cái gì cũng được bác nhé. Đấy, nhìn nó thiết kế giống con loa toa của Indo nhá. Đấy, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn và nó có kiểu thanh thoát hơn một tí. Indo thì nó sẽ nặng hơn vì nó là bằng kim loại. Đấy, rồi. Như vậy em đã có một bài test cơ bản rồi. Các bác nào thắc mắc gì thì các bác có câu hỏi gì, các bác vui lòng comment ở phía dưới nhé video. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube của em, cũng như bấm quả chuông để theo dõi những cái video mới nhất của bên Đức Hiền Audio. Sẽ gửi tới các bác trong thời gian tới đây rất nhiều video nữa và hàng mới sẽ về. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Xin chào.